Quý vị nhớ nè, trong Phật Pháp nha quý vị, nếu như quý vị bố thí cúng dường mà còn có các cái suy nghĩ thua rồi, thua rồi. Cái cô này lúc cô còn nghèo là một người đi xin ăn, cô có 2 đồng bạc mà cô cúng dường cho một ngôi chùa. Vậy mà vị hòa thượng chủ trì xuống chứng minh cô cúng dường 2 đồng bạc. 10 mấy năm sau, cái tâm cúng dường cung kính đó, cái phước duyên của cô đưa đẩy, cô được nhà vua sủng ái. Một người đi xin được nhà vua sủng ái. Cuối cùng cô làm quý phi, vợ của vua, mà được vua thương yêu cô này vô cùng. Thì 10 mấy năm sau cô trở về ngôi chùa đó, cô cúng 1.000 lượng vàng. Ngày xưa thì cúng là 2 đồng tiền, bây giờ vợ của vua cúng 1.000 lượng vàng. Vị hòa thượng không xuống chứng minh, sai đệ tử xuống hồi hương. Cô tức mình, phải tìm gặp hòa thượng để hỏi cho ra lẽ mới được. Tìm gặp hòa thượng hỏi, hòa thượng chủ trì nói rằng 2 đồng ngày xưa cô cúng là 2 đồng chân thành, 1.000 lượng vàng bây giờ là tâm ngạo mạn để cúng. 2 đồng kia công đức lớn hơn là 1.000 lượng vàng này, chỉ là phước hữu lậu không tính tơ. Nên cúng dường không phải nói nhiều hay ít, mà quý vị có phát được chân tâm hay không. Nếu như quý vị trong Phật môn mà làm việc Phật Pháp mà tính so đo từng ly từng tí như vậy, thì quý vị nhất định cái phước này sẽ một ngày nào quay lại hại quý vị là chắc chắn. Nhất định nó sẽ hại quý vị và sanh phiền não. Tại vì sao? Vì quý vị làm trong Phật môn mà còn tính toán so đo, nên cái phước hữu lậu lúc có lúc hết, lúc có thì dính mắc mà lúc hết thì buồn phiền, nên nó làm cho quý vị nhất định chao đảo trong cái phước hữu lậu, sanh phiền não. Nếu như làm chân thật đừng tính toán suy nghĩ gì, thì từ trong tự tánh hiển lộ cái phước duyên, nhất định quý vị thường sống an tâm, 100% là như vậy. Chính những đức trong Phật Pháp rất là nhiệt tình, cũng có suy nghĩ một chút nhưng rất là ít, nhưng cái tâm phát ra rất chân thật thì nhiều, và hướng dẫn người lại rất chân thật, không cầu lợi dưỡng. Xin thưa quý vị, vì những đức biết lợi dưỡng là sợi dây ràng buộc phiền phức, và tình cảm là một cái sợi dây ràng buộc khó bước ra, nên cái việc những đức hướng dẫn Phật tử không đặt vấn đề về tình cảm hàng Phật tử, cũng không quy y cho Tam Bảo cho ai cả. Đây là làm chân thật mà làm cả đời, chứ không phải là làm 1-2 năm gì cả, mà nhất định là sẽ làm cả đời. Tại vì quy y ai cũng được, mình có thể hướng dẫn người niệm Phật, Phật tử của ai mình cũng có thể hướng dẫn niệm Phật được. Người ta chịu niệm Phật thì mình hướng dẫn người ta niệm Phật, người ta không niệm Phật thì kết duyên, người ta không niệm Phật thì thôi. Người ta nghe qua tai cũng kết duyên cũng được, Phật tử ai cũng được, đệ tử ai cũng được, ai cũng có thể cùng với mình tu được. Nghe Phật Pháp xong ở đâu lo tu ở đó, tự sửa đổi lỗi lầm, không dính tình cảm. Về vật chất tiền bạc không cầu lợi dưỡng. Về cái chuyện đạo tràng nổi tiếng, những đức không quan trọng đến. Những đức biết cái cõi đời này nhất định có thành thì có bại, chắc chắn. Chuyện này phải tin 100%. Thành bại nhất định phải có. Khi thành thì chúng ta tính cái bại. Vì sao? Vì thành mà không tính bại, khi bại thì nhất định chúng ta rất khổ đau. Nên khi thành thì tính bại, đã tính ra được cái bại thì nhất định chúng ta phải bồi dưỡng cái thành, là nhiệt tình bồi dưỡng cho con người, thì cái thành lâu dài là lợi ích của chúng sanh. Còn khi bại không đủ duyên thì ta không đủ duyên, chúng sanh không đủ phước. Xong rồi, đó là con đường những đức đi tu, đã kinh nghiệm qua một số người. Tuy là tu chưa bao lâu nhưng những đức kinh nghiệm qua một số người, khi họ thành thì dính mắc, khi bại thì khổ đau. Bại rồi không chịu tạo cái nguồn gốc tu, mà lại chạy theo làm sao dùng mọi cách để phát triển lại, đây là khổ đau. Những đức xin thưa quý vị, nếu đạo tràng này một ngày nào không phát triển nữa, những đức rất khỏe. Những đức cũng không cầu cái chuyện phát triển đạo tràng. Vì sao? Cõi đời này có cái gì đâu mà tồn tại mà đi cầu. Chúng ta đi nghe Phật Pháp, cố gắng mà tu thôi. Mỗi người người mình cố gắng xây dựng chính mình cho tốt đi, ai cũng có thể sống tốt được. Chúng ta đi phát triển đạo tràng, đi cầu người đến với mình đông làm gì? Người ta đến với mình là đủ duyên cùng chia sẻ Phật Pháp, cùng tu thôi. Đây là lúc thành là đủ duyên gặp. Còn khi chúng ta không còn duyên và không còn phước gặp nhau nữa, như vậy thì nắm phương pháp, mỗi người cố gắng mà tu, ai không tu thì thôi. Còn mình không đủ duyên làm nữa thì nghỉ.
Đây là cái việc những đức cứ nhắc hoài, để khi những đức gặp sự cố cuộc đời, những đức sẽ không phải như người khác. Nhắc hoài mình để gặp sự cố, mình không có bị cái ngã đẩy mình lên. Mà vì mình thường nhắc mình là khi không đủ duyên thì buông xuống. Đó. Có một cô này cũng mới điện thoại cho một chú trong chùa. Cô nói hỏi thầy để thầy trả lời giùm. Con thì mỗi ngày nghe pháp thầy cũng hiểu rất là nhiều. Hiểu nhiều về nhân quả. Bây giờ cái nhân quả này xác thực mà nó đập vào tâm con, sợ không được. Cô đi buôn bán vậy đó. Cô đi về, cô nhìn thấy chồng của cô ăn ở với em gái của cô. Nghĩa là chồng cô ăn ở với em gái cô. Chính mắt cô thấy rõ ràng. Mà cô mỗi ngày nghe những đức giảng mà cô gặp cái cảnh này, cái nó đập vào tâm cô luôn, dính luôn đó luôn. Rồi bắt đầu cô cũng bình tĩnh lắm, nhưng mà bây giờ nó quay vòng vòng hoài, nó quay ra hoài cái cảnh mà cô thấy mà chồng cô ở với em gái cô. Cô không sợ ra được. Cô điện thoại cho một chú, cầm điện thoại mà đặt máy, cô hỏi xin thầy giảng để mà giải thích giùm cho cô, bây giờ con phải làm sao? Cũng là tiếp tục niệm Phật thôi chứ làm sao. Niệm Phật rồi bình tĩnh, lúc đó kêu chồng cô và em gái cô lại, giải thích cho họ nghe những gì mình học Phật mình hiểu. Giải thích cho họ nghe, không có la lối sùm mà giải thích cho họ nghe. Giải thích cho họ nghe rõ ràng. Rồi phải tách rời cái chuyện em gái mình ở trong nhà mình ra. Tại vì cái sự việc đó tiếp nói nữa thì nó không có hay ho gì cả. Nhưng nếu mà em gái mình và chồng mình quyết định sống với nhau thì giờ ông chọn đi. Nếu mà ông chọn em gái tôi thì tùy duyên thôi, không sao cả, buông ra luôn. Vì sao? Vì thằng chồng này nó đã như vậy rồi. Nhưng nếu trong một lúc nào đó thèm khát mà chồng mình nó không kiềm chế được tâm, em gái mình không kiềm chế được tâm mà bây giờ họ cũng hối hận, thì thôi chúng ta nghĩ rằng chuyện này đã qua rồi, cho qua đi, cho nó qua đi. Mà mình phải nói chuyện cho nó rõ ràng. Chứ nếu như mình im luôn thì trong nhà mình nó lộn xộn, tức khắc là cái việc tu hành của mình mà nhà vậy là nó không có rõ ràng giải quyết vấn đề, hiểu không? Bây giờ mình phải giải quyết vấn đề là kêu ngồi xuống nói chuyện rõ ràng đi. Mình không trách gì em mình cả, mình cũng không trách chồng mình nữa. Nhưng mà bây giờ phải suy nghĩ cho rõ ràng. Mình nói từ Phật Pháp, định lực nhân quả, nói rõ ràng cho họ nghe đi. Rõ ràng cho họ nghe. Nếu mà chồng mình quyết định sống với em gái mình, em gái mình quyết định sống với chồng mình, thì chúng ta chọn con đường của mình. Tại vì sao? Vì cảm thấy nợ đã hết rồi. Hết nợ thằng chồng này à. Còn nếu như thằng chồng này nói rằng là anh lỡ như vậy, cho anh xin lỗi, anh luôn luôn muốn sống với em chứ không phải là như vậy. Hỏi đứa em gái mình kỹ lưỡng đàng hoàng, rõ ràng ba mặt một lời, để nó không có tiếp tục gì nữa, thì giải quyết vấn đề một cái là xong xuôi sự việc. Nhưng mà phải tỉnh táo để giải quyết được vấn đề. Còn nếu không mà lèn nhèn, thì trong gia đình mình hai chị em sống với một chồng, cái này thì nó làm trò cười cho thiên hạ. Nó thấy kỳ cục, hiểu không? Nên từ nơi đó mình sẽ giải quyết vấn đề cho rõ ràng. Khi mình giải quyết vấn đề mình thấy rõ ràng là mình đã không còn nợ ông chồng này, thì mình phải đủ khả năng phải buông xuống được. Buông xuống được là giải quyết được vấn đề. Còn không buông xuống được thì cả ba khổ đau. Thà một người chịu khổ, mình chọn con đường gì, mình biết tu mà. Còn nếu không có lèn nhèn như vậy để ba người sống trong một gia đình như vậy không hạnh phúc, cuối cùng mình tu cũng không được, vậy thì nó hại, hại lớn vô cùng. Nên cần giải quyết là gì? Phải ngồi xuống để giải quyết vấn đề. Nên qua sự việc này thì tất cả các cô, khi chồng mình mà nó đi ra ngoài có vợ bé đó, các cô cũng phải tìm con nhỏ vợ bé đó. Không phải tìm đánh nghe chưa, mà là tìm nó và chồng và mình ngồi xuống cùng nói chuyện. Đây là người đàn bà có bản lãnh nè. Ngồi xuống nói chuyện. Bây giờ anh chọn đi. Để cho chồng mình chọn. Nếu mà trong lòng của mình á, biết tu mình phải mạnh dạn nghĩ trước cái chỗ này nè. Trong lòng mình nghĩ chồng mình sẽ chọn con nhỏ đó. Mình nghĩ vậy đó. Mình kêu lại nói chuyện, nhưng trong lòng mình nghĩ là chồng mình sẽ chọn con nhỏ đó, chứ không phải chọn mình. Nếu mà chọn mình thì trong lòng mình nói vậy là mình còn thiếu nợ. Còn khi chọn con nhỏ đó thì trong lòng mình nói cảm ơn dứt nợ rồi. Khi quý vị nghĩ được hai con đường này thì quý vị sẽ ít bao giờ bị tác dụng phụ. Nếu như quý vị suy nghĩ rằng chồng mình sẽ chọn mình, mà nếu nó không chọn mình thì quý vị sẽ nhảy xong tự tử á. Không. Nên mình nghĩ là chồng mình sẽ chọn con nhỏ đó. Còn nếu chọn mình là cảm thấy mình nợ nần thiếu, trả chưa xong. Thôi phải tiếp tục trả thôi.
Nhưng mà phải ba mặt một lời vậy, để cho con nhỏ kia thấy và cho cặp mắt mình thấy rõ ràng là chồng mình nó đang chọn ai. Chứ mình đừng nên dối mình để mình khổ tâm mình. Mình cho một lần biết được là chồng mình chọn ai, chồng mình chọn ai, và cho con nhỏ thấy được rằng là chồng mình chọn nó hay chọn mình luôn. Rồi nếu chọn con nhỏ đó thì mình nên khuyên chồng mình: bây giờ anh đã có vợ rồi mà anh còn sống như vậy, thôi nên tôi cũng là vợ anh, tôi khuyên anh, thôi đã thương người ta rồi thì cố gắng sống với người ta, anh đừng có bước thêm bước nữa, anh làm người ta khổ. Còn em á, em lấy chồng người ta, chị thông cảm cho em, nhưng mà cuộc đời như vậy nó cũng không hay ho vậy đâu em à. Chị cũng mong em nên sống cho tốt, từ hôm nay đừng nên làm những cái gì không phải gì nữa, nên từ bây giờ nên lập trường sống cho tốt đi, như vậy là được đó. Còn chị thì chị cảm thấy rằng chị rảnh tay, chả ổng cũng mấy chục năm nay rồi, bây giờ em bước vô, chị cảm ơn em bước vô lãnh cục nợ này giùm chị. Có bằng lãnh không? Quý vị là đàn bà, quý vị có bằng lãnh này không? Có khả năng nói chuyện gì không? Đó, nhìn đứa chị hết trơn rồi đó. Quý vị có thể nói được không? Nói được hay không là do quý vị á. Nên gọi là nữ nhi trượng phu. Đừng có gọi là nữ nhi yếu đuối. Đuối như cá đuối vậy. Mình phải mạnh mẽ, mình mạnh mẽ chồng mình á, nó cảm thấy tôn trọng. Người đàn bà là thường cứ là lầy nhầy mà nó khổ hoài. Đó. Nên quý vị nên xác thực đi, vì cuộc đời nó có mấy chục năm thôi, sao không xác thực đi trẻ. Mình xác thực đi, cái gì được là được, không được thì thôi. Đó là con người nhìn thấu buông xuống, chứ không phải kêu quý vị đá đổ tùy tiện. Không phải đâu, bậy bạo quá. Tu hành có đá đổ tùy tiện, nhưng mình rất là rõ ràng. Mình rất là rõ ràng à, người ta đã không thương mình nữa, mình đừng có nên miễn cưỡng làm chi cho nó mệt. Thí dụ như bây giờ người ta nói bao nhiêu lời thương yêu mình mà mai mốt người ta không thương mình nữa, mình đừng có suy nghĩ tại sao anh nói những lời thương yêu tôi ngày xưa mà bây giờ anh đối xử với tôi như vậy. Đừng có nói câu đó làm chi. Mình nói câu nó ra làm cho mình khổ đau, mà nó cũng không có lợi ích gì, vì người ta đã không thương là không thương. Đừng có nên nói dòng do nữa, đừng có kể lễ làm chi cho nó mệt. Thì người đàn ông nó sẽ nói rằng ngày xưa thương là vì thương, còn bây giờ không thương là không thương, không có lý do gì hết. Khi người ta đã không thương thì cái gì người ta cũng nói được hết. Nên mình là người sống nghe Phật pháp, quý vị phải xác thực, phải chấp nhận thôi, không có nói dòng do. Chứ những cái gì đã thương, ký ức đã qua thì cho nó qua đi, đừng bao giờ nhắc lại là tại sao anh thương tôi, anh hứa hẹn như vậy, bây giờ tại sao anh đối xử với tôi như vậy. Đừng có nói như vậy chứ cho nó mệt mỏi, phải không? Mình nên xác thực đi quý vị. Đó, nó chỉ là lập luận thôi mà tại sao quý vị không buông? Quý vị sống với thằng chồng nó chỉ là lập luận của một đời thôi, chứ gì mà không buông được. Nó lập luận cái ăn ái thôi. Ban đầu thì ăn ái nặng, từ từ nó giảm giảm giảm, thì là lập luận thôi. Là một bài mà cứ làm hoài thôi. Quý vị là chỉ là không buông được khi đụng chuyện, còn khi còn nợ thì nhất định phải lập luận hoài như vậy. Cả đời chừng nào xong hết nợ thì thôi. Còn bây giờ nó đã chọn người khác thì nó ngưng lập luận. Mà quý vị nên suy nghĩ cái lập luận đó nó được cái gì, bao nhiêu phần trăm, có giảm hay là tăng. Nếu như quý vị nắm bắt vì cái ái thì quý vị không buông được cái lập luận vì ái. Lâu lâu nó hôn mình miếng cũng là ái. Làm cực gì nó hôn, nó ôm mình chút thì cảm thấy rằng đỡ mệt, đó là ái. Quý vị sống trong cái ái để giảm bớt sự khổ đau cuộc đời, vì quý vị không có cái pháp. Còn bây giờ quý vị đã có cái pháp rồi, quý vị có thể nuôi được nội tâm an lạc, thì cái sự hung và ôm và làm việc đó thì cảm thấy càng ngày nó càng cảm thấy nhạt nhẽo. Nên khi nhạt nhẽo được mà cái pháp nó phát triển, nhất định khi chồng có vợ bé, quý vị có thể buông rất dễ. Vì sao? Vì đây gọi là giải thoát, đúng không? Giải thoát mà. Đây là những đức nói, không phải nói đùa đâu nghe, nó thật á. Nên từ nơi đó, đây những điều nói này nó quý lắm á. Để cho nó giải quyết rất nhiều cái tâm tư của người đàn bà nặng nề. Mình mà sống khổ thì cuộc đời mình là khổ. Mình sống vui cuộc đời mình là vui. Cái vui và cái khổ không ai chen vào cho mình được chứ. Mình tự là người tạo ra đi. Nếu mình muốn khổ là khổ, mình muốn vui là vui, chính mình quyết định nè. Đó, nên rõ ràng niệm Phật có thể chuyển được số mệnh. Niệm Phật có thể chuyển được số mệnh mà. Thí dụ như bây giờ một người con này bất hiếu, ngày xưa người ta gọi đứa con này là bất hiếu, nó không nghe lời mẹ cha, nó bất hiếu thì phước nó giảm rồi, tức khắc nó lao theo cái chuyện sai quấy. Bây giờ đứa con này nó quay đầu nó có hiếu thì tức khắc người ta gọi đứa con này là có hiếu. Danh từ thay đổi là chuyển sai nè.
Ngày xưa tạo tội là con bất hiếu, người ta nói thằng con bất hiếu. Bây giờ đứa con này nghe lời mẹ cha, nó sống đàng hoàng, người ta nói đứa con có hiếu. Xây chuyện, vận mệnh có thể chuyển rõ ràng rồi. Xác thực rồi còn nói gì nữa. Cái danh từ đã chuyển rồi thì số mệnh cũng chuyển. Ví dụ như những đức ngày xưa người ta gặp những đức, người ta nói con sâu rượu. Bây giờ người ta gặp những đức, người ta nói thầy những đức. Cái tên chuyển, lòng lành chuyển tướng thay tên. Chuyển cái tướng nè, thay luôn cái tên. Là từ lòng lành chuyển tướng thay tên. Xác thực không? Rất là xác thực luôn quý vị coi. Nó hoàn toàn xác thực. Phật Pháp nó không có một chút gì gọi là mù mờ và xa vờ, mà do chính quý vị không chịu làm. Nãy những đứa mới gặp một gia đình, cái thằng này nó 100kg, nhà thành phố á. Quý vị biết rằng á nghe, có vợ, vợ cũng có được lắm, cũng làm công ty đồ ngon lành. Khi mà chưa có nghe được Phật Pháp quý vị, thì nó cá cược sao đó. Vậy mà nó thiếu nợ xã hội đen 2 tỷ. Thiếu nợ xã hội đen 2 tỷ. Thiếu nợ xã hội đen 2 tỷ rồi. Mẹ nó kia cỡm cả đời của mẹ nó, bà để dành được 2 tỷ rưỡi. Khi mà bà quyết định bà muốn trả đồng tiền này, thì bà nói nó nhất định con phải lên chùa này. Bà nói lên chùa, và những đức nói chuyện với mẹ nó và nó và vợ nó một lần. Và những đức khuyên nó tạm ngưng tất cả công việc, ở trong chùa một thời gian cộng tu đi. Nó nghe lời, nó qua bên Đại Tùng Lâm, nó cộng tu bên suốt mấy tháng. Và bây giờ cái tư tưởng của nó hồi phục lại quý vị. Con người nó tỉnh táo lại, nó hồi phục tư tưởng lại luôn. Hồi nãy những đức vừa gặp gia đình nó nè, nói chuyện nửa tiếng hồ. Nó nói bây giờ con hiểu rồi. Bây giờ con về con cố gắng, con lo làm ăn lại, con sống đàng hoàng lại thầy. Những đức nói chưa thấm vào đâu đâu. Phải mỗi tuần lên đi bổ túc một chút, hoặc là ở nhà mỗi buổi sáng phải nghe một câu ai là Phật niệm đến cùng để tiếp tục bấm số niệm Phật. Tại vì cái nhân trong chùa là cái nhân thiện nó nhiều, nên nó phát triển được cái thiện nên an tâm nè. Nó ảo một chút, còn ngoài đời là quá nhân ác nhiều, nên cái nhân ác nhiều nên nó lôi kéo, nên cái quả ác trong tâm mình nó hiển lộ, nó kết hợp với cái nhân bên ngoài nhiều. Tại vì ngoài đời cái nhân ác nhiều quý vị dễ tạo nghiệp. Thí dụ như ai cũng sân si quý vị sẽ sân si theo. Còn trong chùa không ai sân si, quý vị sân si với cái cây hả? Đúng không? Nó phải có cái nhân động từ con người nó mới làm cho quý vị khó chịu được chứ. Nên ngày Chủ nhật mà quý vị đi đến đây là tức khắc quý vị tích tụ được năng lượng. Vì sao? Vì nó không có cái nhân ác nhiều. Có nhân ác không? Có, nhưng mà rất ít. Rất là ít, nên nó tích tụ được năng lượng ngày Chủ nhật này nè. Nó tích tụ được năng lượng. Và từ cái năng lượng này quý vị kiểm nghiệm qua là tích tụ năng lượng qua cái tâm không buồn trách giận hờn ai, thì tiếp tục về nhà những cái chuyện mà không như ý mình thôi đừng bực bội nữa, để tích tụ năng lượng. Khi năng lượng mà đủ đầy dư dả thì quý vị có thể trang trải cho người thân gia đình được. Trang trải như thế nào thầy? Là khi năng lượng quý vị đầy đủ, trí nó sáng, con người nó tỉnh, con người ít bao giờ buồn, thì gia đạo lu bu lộn xộn, lúc nào quý vị đụng chuyện là đứng ra giải quyết được. Còn trong gia đình khi đụng chuyện là nó rối ren hết chứ. Còn quý vị nó không có rối ren, là họ có thể nhờ quý vị giúp. Khi nhiều lần quý vị bình tĩnh giúp được những cái chuyện rối ren trong gia đình được, thì tức khắc họ tin quý vị qua Phật Pháp. Họ sẽ chịu tiếp nhận Phật Pháp là chính quý vị đầy đủ năng lượng, họ mới tiếp nhận Phật Pháp. Còn bây giờ quý vị học Phật nhưng mà chưa gì hết, quý vị cứ là đặt vấn đề vào họ không à. Cứ đặt vấn đề vào người ta mà quên nhìn mình để tích tụ năng lượng. Nên cứ cầu người ta cái này cái kia để người ta tốt, người ta này cái kia, nhưng mà chưa có được tại vì duyên chưa đủ. Quý vị phải tích tụ năng lượng. Dù có giúp nhưng đừng đặt vấn đề về tình chấp. Vậy thì quý vị mới có thể tích tụ được năng lượng. Khi tích tụ được năng lượng tỉnh rồi, con người ít bao giờ buồn những cái việc mà không giữ ý mình, hoặc là được mắt nó không bị nặng nề. Lúc đó quý vị mới đạt được cái khả năng học Phật. Thì lúc đó người thân trong gia đình quý vị nhờ cái ánh sáng quý vị nó soi gọi vào nội tâm của họ, họ mới tỉnh được. Còn bây giờ cái ánh sáng này chính quý vị còn chưa soi gọi được chính mình, thì làm sao mà giúp được người thân mình? Suy nghĩ kỹ đi. Chính những đức nè, đi tu 11 năm những đức đâu có về nhà đâu. Người thân tự đến, hoàn toàn là tự lên đây hết hoàn toàn. Và lôi kéo chòm sớm lên đây quá trời luôn. Mỗi lần lễ vía lên đây mấy trăm người cứ là tự lên, tự lên, tự lên. Có nhiều người ta đặt câu hỏi vì sao những đức không có gì quê mà toàn là những người đi tu ở đâu hoặc là ở đâu đi về quê không à. Mỗi lần mà đi về quê đi quá trời đông người ta đều kiếm mà. Cái chú Hiền đó ngày xưa đó không thấy chợ, không thấy. Những đức đều ở đây hoàn toàn chứ không có đi về đó. Mà vậy mà tự người dưới quê người ta lên.
Rõ ràng không? Phải có ánh sáng soi gọi được chính mình. Khi soi gọi được chính mình là nhìn được tham sân si của mình và thấy mình cái lỗi gì mà để mình chỉnh nó từ từ. Rồi tức khắc ánh sáng mình nó có được, nó mới soi gọi vào tâm người khác. Là vì mình với người ta nó có tần số của nhân duyên. Khi tần số của nhân duyên nó có rồi thì quý vị khi tu được, dù quý vị không có hồi hướng, ánh sáng đó nó cũng tự soi gọi cho người thân quý vị. Vì sao? Vì nó cùng một tần số tương đối phù hợp. Nhớ không? Tương đối phù hợp. Còn khi chi cầu là khoan duyên. Chi cầu là khoan duyên. Khoan duyên thì không giúp được. Không giúp được. Nên người niệm Phật mà đắc lực, nói một câu rõ ràng ra là đối với người thân thiện ác không đặt vấn đề. Cái đạt công phu không nói chứ. Đối với người thân được mắt, thiện ác không đặt vấn đề gì họ. Chính quý vị chỉ có lo tu cho tốt đi. Tại vì nói chưa được mà nói làm chi. Vậy thì tức khắc số mệnh quý vị sẽ chuyển xây liền, nói chứ. Mà chuyển xây được mình là chuyển xây được người khác liền. Đây, những đức chuyển xây, những đức chuyển quý vị nè. Nếu như những đức không chuyển được, sao chuyển quý vị? Sao có đủ bản lãnh để nói? Ở dưới nhìn lên với một vàng lượng người này, ở trên nhìn xuống chỉ có một người. Để lên bằng căn một người và một vàng người này, quý vị để lên bằng căn. Vậy mà một vàng người này nhẹ hơn một người, nhẹ hơn nên mới ngồi đây. Quý vị nhìn là quý vị biết rồi, những đức cao quý vị mà. Ở đây không, đây là cái này là một pháp xác thực đi, khỏi cần nói xa vời gì hết trơn, đúng không? Nếu như những đức yếu, quý vị không đi đến đây nghe những đức làm gì. Những đức mạnh hơn quý vị mới đi đến đây nghe những đức chứ. Quý vị thấy những đức nói chuyện được, quý vị mới đi đến đây nghe. Chứ ai dạy gì ngồi đau chân mà không có lợi ích, đúng không? Đó, nó lợi ích nó mới đi đến đây mỗi tuần. Mỗi tuần đều rất là đông người như vậy là có lợi ích. Chúng ta nên nói xác thực đi. Chúng ta cũng không chỉ cầu người ta khen mình, nhưng mà mình phải nói xác thực cho người ta hiểu, đúng không? Đó. Chùa mình mới cho mấy cô về quê những đức rồi. Cô nào cô nấy lên nói, hồi xưa giờ đi nhiều chỗ mà đi về quê thầy là vui nhất. Lạ, một quê nghèo mà nó vui, ngộ ghê luôn. Tại vì sao vậy biết không? Những đức thường nói với vị nghe đó, tuy họ nghèo nhưng họ hết lòng lắm. Họ cứ cái gì có ăn họ đem cho quý vị ăn chừng à. Rồi dừa về nhà có một hay cái dừa, cái chặt trái hay trái sách toàn ten đến chặt dừa cho mấy người người ta ở chùa đến uống. Họ cứ làm vậy đó, ngộ lắm. Đó, có nghĩa là họ rất là nhiệt tình và họ niềm nở, họ vui vẻ nhiệt tình vậy đó, họ cứ sống vậy đó. Nhưng mà lâu lâu quý vị viền lần thì được vậy, nếu ở hoài chưa chắc. À, ngộ lắm con người mà. Nhưng mà vẫn có cái chân chắc nhiều. Ở dưới đó vẫn còn nhiều cái chân chắc đặc biệt lắm. Có nghĩa là nhà họ nghèo gì nghèo kệ họ, quý vị đến nhà họ là họ vui à. Quý vị đừng bao giờ đến nhà họ mà quý vị nói nhà nghèo, nhà dột gì, cắt lại đi, sửa lại đi, bao nhiêu tiền. Quý vị nói một câu là họ nhìn quý vị liền á. Nhìn quý vị liền á, không thích nói vậy. Nhà tôi nghèo kệ tôi sống quen rồi, tôi sống vậy đó. Đi đến đây là tôi nhiệt tình, tôi lo à. Cái gì tôi tặng là tôi tặng, cái gì tôi cho là tôi cho à. Chứ tôi không có nói cái chuyện đến cái nhà tôi. Họ vậy đó, họ ngộ vậy đó. À, nó nên quý vị biết rằng là cái phái đoàn đi về họ ai lên những đức hỏi họ nói vui vô cùng luôn. Nhất là chương trình phóng sanh ngoài sông, vui quá trời vui. Còn nhà những đức này chiên bánh xèo, mấy cô nói công nhận bánh xèo vậy đâu mà nó ăn ngon. Những đức nói đói quá mà ăn ngon sao được. Mà thiệt quá, những đức thì nấu ăn rất là ngon quý vị. Từ bánh tét, bánh này bánh kia chỉ có quê những đức gói những đức mới ăn được thôi. Những đức vừa nhìn cái bánh tét quê những đức gói là những đức biết liền. Còn tất cả bánh tét người ta gỡ đến đây những đức ăn không được. Vì sao? Vì người ta khi luộc á, cái bánh người ta luộc á, hộp nếp còn nguyên vẹn không à. Còn quê những đức là hoàn toàn là phải nếp dẻo. Khi luộc, khi người ta gói bánh tét người ta buộc chắc lắm. Khi gói là gói chín, là nếp nó dính hoàn toàn vào chuối luôn. Và nó mềm, thiệt mềm về nếp dẻo vô cùng. Nó, bánh tét miền Tây gói là đúng, nó là phải gói như vậy. Còn nhiều người người ta gói bánh tét là người ta buộc lỡ rồi người ta luộc mà thật sự nếp nó hột hột không à. Nó quê những đức thì không có như vậy. Nó, thì từ khi còn nhỏ những đức thích ăn bánh tét bánh chuối của quê mình nấu thôi. Và cái khẩu vị của miền Tây thì miền nào ăn cũng được hết chứ. Nó ngộ vậy đó. Nó, từ nơi đó quý vị biết rằng khi về quê mà nấu ăn là thôi, nhiều cô nói trời ơi nấu ăn ngon quá trời ngon, ăn quá trời ăn luôn. Nó
Nên lâu lâu về làng thì thấy vui lắm. Ở hoài cái mặt nó quen quá. Khách mà, khách đến nhà mà đúng không, thì rất là nhiệt tình, nhưng mà bữa hai bữa thôi chứ nhiệt tình hoài tiền đâu nhiệt tình. Thì ở đó mà mỗi ngày đãi quý vị có thể 5-7 ngày thì được, chứ nói mà cỡ nửa tháng là chắc mời quý vị đi nhổ cỏ quá. Chứ sao, chứ quá đáng quá đúng không. Mỗi ngày tôi làm mà cứ ngồi để chờ ăn không chịu không nổi phải không. Nó nên đi tu là tu thôi, chứ không có gì nhà là gì. Ít gì thấy quý lắm. Bao nhiêu người trông chờ mà không về, trông chờ mà không về. Ngày xưa về hoài ai gặp người ta chánh. Tại sao biết không? Vì nó về nó nhậu nhẹt vê tha, người ta gặp nó chánh. Bây giờ đi tu rồi về toàn là đem đến cái niềm vui cho người ta không. Đến nhà ai thấy cũng an tâm. Mà ngộ lắm quý vị, mình mà đi tu mình sống đàng hoàng, mình không hút thuốc uống rượu gì chứ nha. Mình đi đến đâu đàn bà người ta tiếp mình nhiều lắm. Thì quý vị đã kiểm được cái chuyện đàn bà người ta thích người đàn ông không rượu chè hút thuốc, ăn nhậu bê tha. Mà người ta thích người đàn ông hiền từ, quý vị thấy không? Nên thanh niên mà hiền từ mà hiếu với cha mẹ, trời ơi, con gái nó ngưỡng mộ dữ lắm. Tại vì sao, ai mà không thích người đàn ông vậy? Chứ người đàn ông mà ăn chơi giỏi lắm là nó chỉ là chơi với mình thôi, chứ nó không có nghĩ gì cái chuyện xa vời. Tại vì sao? Vì nó biết mình là đứa ăn chơi, rồi một ngày nào hết tiền là nó đá đít mình thôi. Chứ thì sao? Tại vì mình ăn chơi, mình gặp cái thứ ăn chơi kia mình hết tiền thì nó đá mình lộn mèo xuống ao thôi. Dù bự con bự 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 nó đá mình lộn mèo rồi, nói chân. Thật sự mà nói, cuộc đời sống thật vẫn là đặc biệt. Dù có gạt 100 người, cuối cùng bị một người gạt quý vị cũng đủ chết rồi. Nó giống như gạt 100 người, bị một người gạt thì ví dụ như ngày xưa những đức đi đồ lậu á. Khi những đức chưa đi tu, những đức đi thuốc lậu quý vị. Và mua đồ quắc cấm ở trên Vĩnh Sương Miên á, ranh giới Miên, những đức đi qua bên Việt Nam. Hồi xưa chưa đi tu, những đức có đi thuốc. Như đi đồ quắc cấm với đường lậu á, đi bị công an vượt cũng chết. Nó, thì quý vị biết đi lờ nhiều, nhưng mà lờ nhiêu đó rồi dồn lên đồ thêm để mà lờ nhiêu. Lờ nhiêu cái dồn lên đi thêm. Đi được 100 lần thoát nạn, một lần bị bắt cục dồn. Iran là người đàn ông mà dụ được 100 người đàn bà vậy đó. Dụ 100 người đàn bà nhưng cuối cùng bị một người đàn bà đá thì anh cũng là té lộn mèo chết ngắt à anh ơi. Nó té còn nặng hơn, tại vì tới 100 người mình đã vượt qua rồi. Nhưng một người nó đá mình thì cái cú lộn của nó tới 100 quận nè. Lúc đó anh chịu không nổi đâu. Nên anh dụ một người thì anh lộn một người. Còn nếu anh dụ 10 người thì anh lộn 10 vòng. Còn nếu anh dụ 100 người thì anh lộn 100 vòng. Thì mũi, mắt, miệng, tay, chân nó rụng rờ hết trơn. Anh bỏ mạng. Không có đơn giản đâu. Thí dụ như mình là một người thanh niên, mình đi ra đường mình hại bao nhiêu cô gái nha. Sau này mình lấy nhầm con nhỏ vợ, nó đã qua tay bao nhiêu thằng. Nhân quả nó không sai một chút xíu nào hết trơn á. Thí dụ như mình gặp bao nhiêu đứa con gái nó dễ dàng, sau này mình lấy một người vợ nó rất dễ dàng. Rất dễ dàng với đàn ông là nhân quả nó đến chiêu cảm gì đó. Lúc đó mình khổ tâm vô cùng mà nó ngộ lắm. Cái quả báo nó đến ngay cái chỗ là mình phải thương người này chân thật mà người này nó lại dụ dỗ mình. Mình thì bao nhiêu người mình dụ dỗ người ta thương mình. Nhưng mà đến khi mình cưới là mình cưới ngay con người mà mình thương người ta mà người ta không thương mình. Nó lạ như vậy. Mình chân thật mình thương mà nó lại dụ mình. Nên cái sự nghiệp quả nó chả lạ thường lắm. Thí dụ như bây giờ quý vị gạt bao nhiêu người mà con quý vị gạt quý vị. Quý vị gạt bao nhiêu con người mà đứa con kế bên mình không chú ý mà nó lại là đứa con gạt mình. Nó như vậy nó mới đau chứ. Nó đau ngay là tình thương quay lại gạt mình á. Nó mới đau. Còn cái sự mà nó không có tình cảm và con người gì hết trơn mà nó gạt đâu có ăn thua gì đâu. Như người xa lạ đi ngoài đường á, đi qua rồi quên hết trơn đúng không? Nhưng mà nó lưu trữ cái gì mà mình thương yêu là nó quay lại với mình là nghiệp quả. Nó quay lại nó đòi, lúc đó quý vị mới thảm thương á. Nuôi đứa con khôn lớn. Vậy mà đứa con này nó lại tính toán so đo với mình. Nếu quý vị mà không nghe đạo thì quý vị thảm thương vô cùng đúng không? Nên niệm Phật có thể chuyển vận mệnh là chuyển được cái tâm đó đó. Nhớ câu Phật hiệu, nó chuyển được cái tâm đó thì chuyển vận mệnh. Nếu như quý vị bây giờ nuôi đứa con, quý vị nói rằng tao nuôi mày lớn, mày phải như thế nào với tao đó. Nếu như nó nghịch ngợm với quý vị mà quý vị buồn, vậy thì vận mệnh này quý vị nằm chết. Đây gọi là nghiệp chướng. Còn bây giờ quý vị nhớ Phật, quý vị không bao giờ chi cầu cái chuyện đứa con đối xử với quý vị tốt gì hết. Vậy thì vận mệnh này đã chuyển rồi. Nghiệp thì trả,
mà chúng ta mỗi ngày niệm Phật được an tâm, như vậy thì phước thì tăng, vận mệnh hoàn toàn chuyển được. Phải nhớ, nên những đức đã từng đọc cái câu là tất cả những thứ trở ngại từ nội tâm là nghiệp chướng. Quý vị kiểm đi, tất cả những gì trở ngại từ nội tâm đều là nghiệp chướng. Mà nghiệp chướng này mình có thể quyết định vì sao? Vì cái nội tâm mình soi xét, mình nhìn nhận cái gì trở ngại từ nội tâm là nghiệp chướng. Nghiệp chướng chướng tất cả những cái gì quý vị đang làm. Kiểm từ nội tâm đi, cái gì trở ngại từ nội tâm đều là nghiệp chướng. Thí dụ như có cô này đi phóng sanh, cô đi phóng sanh, cô vừa thả xuống ở dưới có người bắt. Cái người kế bên nói thả cá, thả cá nó bắt hoài, nó bắt hoài, đừng có thả nữa. Cô này thì cô phát tâm, cô nói phóng sanh thì cứ phóng đi, đừng có suy nghĩ cái chuyện đó. Một số người thì nói thả xuống nó bắt, đừng có thả. Vậy mà cái phước duyên của mình nó còn, người ta dẫn đi với mình. Bây giờ mình phải hỏi lại, trong số lượng 50 người này bao nhiêu người đồng tình? Lấy số lượng số đông. Khi lấy số đông hợp chúng rồi xong, phan xuống một phát giải quyết hết nghe. Từ hôm nay không ai được ai nói cái gì nghe chưa. Phóng sanh là cứ phóng sanh đi, đừng có nói dòng do tam quắc nghe chưa. Còn cái cõi đời này con người còn chết không chứ con cá. Con cá hay con chim gì thả đâu nó cũng chết, chết sớm hay chết muộn thôi. Nhưng mà phải nhớ, mình phải có cái tâm hộ sanh một chút. Chứ không phải nói như vậy thì chúng ta cứ mặc kệ cái thằng bắt, nè tao thả xuống này bắt đi, vậy thì không được, đúng không? Thấy nó bắt thì phải tránh chỗ khác, vậy thì đúng nguyên lý hơn. Còn nếu như cái việc phóng sanh này mà nó có trở ngại về nội tâm, thấy nó không vừa lòng, mà nó có những cái sự việc gì trở ngại của nội tâm, đây là nghiệp chướng. Nghiệp chướng này thì phải chuyển. Chuyển như thế nào? Nếu mà thấy không đủ duyên thì nghỉ phóng sanh. Nghỉ, nghỉ thì xong cái chuyện giải quyết nghiệp chướng. Xong rồi đó, cái gì đâu. Còn có thể đi làm từ thiện, đi làm từ thiện quá trời luôn. Nhưng mà đi làm từ thiện là bị phiền não. Đi làm là bị phiền não. Vậy thì quý vị nói như thế nào đây? Đây là nghiệp chướng. Đi làm từ thiện mà phiền não. Đi giúp người mà người ta giành giật thì mình phiền não. Đây là nghiệp chướng. Trước nhất phải thông cái tâm trước đi. Suy nghĩ vạch rõ ra là người ta khổ quá nên khi cho quà người ta phải nhận quà, sợ tới tay người ta mà hết quà nên người ta phải giật dành. Vì lòng tham mà nghèo nên nghèo càng phải tham. Nếu nghèo mà không tham thì chuyển nghiệp rồi. Càng nghèo thì càng tham. Từ nơi đó cái nghiệp chướng này nó cứ quay quẩn mãi, nên cái khổ đau này triền miên không dứt được, nên nó bị nghiệp chướng này buộc ràng. Bây giờ chúng ta chuyển nghiệp là phải nhận thức được cái chuyện người ta khổ quá, người ta muốn nhận quà, mình thì là người tặng quà. Vậy thì đã tặng quà thì hết lòng mà tặng, hết quà thì thôi. Vậy thì nội tâm vô cùng an lạc, vậy là vượt qua nghiệp chướng. Còn nếu như quý vị mỗi lần đi làm mà đều sanh phiền não, thà đừng đi làm, ở nhà niệm Phật, đây gọi là hóa giải nghiệp chướng. Đó, nhớ nè, quý vị ăn chay là phóng sanh thù thắng đó. Đem sự an tâm cho người khác là quý vị đang phóng sanh thù thắng đó. Trong gia đạo có những người trở ngại vì không buồn họ là phóng sanh thù thắng đó. Tất cả những phóng sanh này là phóng sanh xác thực từ nội tâm đó. Còn nếu như quý vị có phóng sanh bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà quý vị rình rà gia đình, bực bội gia đình, khó chịu gia đình, thà người ta bực bội quý vị chứ quý vị đừng có bực bội người ta. Mình là người tu đừng có bực bội người ta. Đây là phóng sanh thù thắng. Nhớ nha. Cái công đức phóng sanh á, từ cái tâm hoan hỷ á, là phóng sanh thật chất mà Phật dạy. Nhớ. Nên tất cả những cái việc thiện làm mà nó có một cái sự trở ngại phiền phức, đã hết lòng rồi mà vẫn trở ngại phiền phức thì đừng có làm. Đừng có làm, không có sao đâu. Mình cứ lo niệm Phật đi, duyên đến tự nhiên sẽ đến à. Đến rồi làm rất là thuận duyên. Thuận duyên thì tiêu nghiệp chướng, mà phan duyên thì chuốc tai ương. Mà tiếp tục chuốc tai ương này, từ từ nó đi đến chỗ nghịch duyên hoàn toàn, và tức khắc nó tan rã luôn vậy đó. Nên chúng ta trong Phật Pháp làm điều tùy duyên hết đi. Đó, cũng như những đức phóng sanh chim, có những người ta gặp những đức ta nói thầy ơi, thầy phóng sanh ở đây bên kia nó giăng lưới bắt vậy đó. Những đức nói đây rộng quá, nó bắt cho nào nó bắt kệ nó đi. Cây quá trời luôn, không lẽ nó leo lên cây nó giăng lưới vậy. Nguyên khu vực này mà nó mua lưới hết nó giăng chắc nó cũng mạt luôn. Thôi kệ mày đi. Chim chờ cá nước mà tao thả xuống sông, chim bay lên chờ, mày bắt được thì mày bắt. Con chim khi tao thả rồi là tao hết trách nhiệm. Mày có cái khả năng
về cái năng lực sống của mày đi chứ. Tao thả mày rồi, mày chui ở đâu mày chui ở đâu kệ mày. Còn mày bay ở đâu mày bay, ai muốn mày bay vô lưới vậy, tao đâu kêu mày bay vô lưới đâu mày. Hiểu không? Cái tâm như vậy thì nó thoải mái vô cùng. Còn cái này khi thả chim rồi, bây giờ phải suy nghĩ nó bắt bên kia mà có thấy đâu, có thấy bên nào nó bắt đâu. Vậy mà cứ là nghe vậy họ nghĩ phóng sanh chim. Rồi thả cá cứ nói là người ta bắt rồi không phát tâm đi phóng sanh nữa. Thấy không? Cái này là chính cái nội tâm nó dọa mình. Mình đã là có tâm thả, cũng như bây giờ cái người ta ở tù, quý vị thả người ta thôi, quý vị thả là người ta cảm ơn quý vị thôi. Còn cái người mà họ ra tù rồi họ làm tội, mai mốt họ vô tù đó là chuyện của họ. Chứ quý vị đâu có kêu bây giờ tôi thả anh đi ra tù rồi mai mốt anh đi tạo nghiệp nữa vô tù nữa nghe. Mình đâu có kêu người ta vậy đâu. Mà mình nói một câu là bây giờ tôi thả anh rồi, ra đời làm việc tốt nghe, mai mốt đừng có vô đây nữa nghe. Nhưng mà người ta đi làm việc xấu, người ta vô tù là chuyện của người ta. Nó đã bị bắt rồi, bây giờ nó kinh nghiệm, đừng có vô lưới, đừng có chạy vào cái chỗ người ta bắt. Còn nếu như số mệnh mày mà đến lúc chết thì mình cũng nhắc một câu, bây giờ tôi thả các bạn, tôi quy niệm Phật cho các bạn rồi. Nếu mà chúng có ai bắt giết thôi đừng có buồn, thôi bỏ cái mạng này để trả nợ đi nghe chưa. Rồi thành tâm niệm Phật được quy tam bảo rồi đó, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chứ đừng có bực bội cái thằng bắt nó đập đầu mình nghe chưa. Tại vì ở đây nó cũng chặt chội lắm, tôi cũng có cái tâm thả quy cho các bạn đó. Mình nói vậy đó, các bạn bây giờ đi rồi không biết một chút có bị bắt hay không. Thôi chỗ này chúng ta chia tay. Khi các bạn đi thì cố gắng niệm Phật, còn có hẹn gặp nhau thì ở thế giới cực lạc nghe bạn. A Di Đà Phật. Xong rồi đó. Thấy không? Cái tâm này nó nhẹ thấy chưa? Nên rất là nhiều người làm Phật sự mà bị toàn là nghiệp chướng không à. Làm mà sanh phiền não gì mà cũng đi làm. Giống như biết ông thầy kia cúng dường cho ổng không làm Phật sự. Khi cúng ổng xong nó đi đầu này đầu kia riêu rao, vậy mà lâu lâu đến gặp phải cúng. Đó là cái gì? Cái phước của ổng nó dày quá. Phải cúng có không có chứ. Trời ơi, những đứa gặp hoài. Cúng xong thì chạy đầu này đầu kia kêu riêu, vậy mà gặp mặt là phải cúng. Không cúng không được. Đó là do cái phước của người ta. Còn mình á, là cái duyên phải cúng người ta. Chắc nhiều đời nhiều kiếp mình cũng làm người xuất gia người ta cúng á. Bây giờ mình làm cư sĩ phải cúng lại. Nghĩ vậy thì tức khắc cái tâm mình nó thoải mái chứ có gì đâu. Đến thế gian này cái thân này chưa giữ được, đừng nói chi tiền. Bữa nay tay người ta mai tay mình nó cứ vòng vòng hoài thôi. Quý vị thử ghi trong cái tấm tiền đó một cái chữ gì, chữ ký của quý vị thử coi. Ghi một số chữ thử coi. Một ngày nào đồng tiền nó sẽ quay lại cho quý vị. Nó trở lại đó. Xài nó cũng sẽ trở lại với quý vị nữa à. Từ nơi đó tiền là phải xây chuyện, nghiệp là cũng xây chuyện. Thấy không? Bữa nay nghĩ hoàn toàn là thiện. Thiện nhiều quá thì tất cả những cái ác mà đã tạo kia, nếu thiện nhiều quá thì tức khắc chuyện. Còn bây giờ thiện rất nhiều nhưng mà ác nghĩ quá nhiều. Nếu ác đến mức cực điểm thì tức khắc chuyển thiện thành ác. Con người chúng ta có thể quyết định được thiện hay ác, mình có thể chuyển hay không là do mình. Nên một câu vật hiệu gì sao cứ niệm hoài. Vì A là Vô Di Đà, là lượng Phật, là giác, nên niệm hoài. Nó phát cái vô lượng giác này thì tức khắc nghiệp chướng gì cũng chuyển. Vì sao? Vì quên nghiệp thì không có nghiệp. Quên nghiệp thì không có nghiệp, thấy không? Như những đức nè, cho vị biết nha, ba ngày nay bị viêm cổ nặng á. Những đức á, là cái gì nó cũng thế gian này nghe, nó phải có cái sự nghiệp chướng. Nói chuyện thì lại đau cổ. Cái chi mà nó đau ngón tay út thì không có nói chuyện chi. Bây giờ cái cổ nói chuyện mà nó đau cổ không à. Nó ho hen rồi cổ nó nổi mục, nó lột da trong nó rát, ăn uống không được, uống nước vô rát, đau quá trời đau. Mà nó viêm cổ cực điểm đến cái mức mà lỗ tai nó muốn điếc luôn, quý vị nghĩ rồi nó băng băng lên đầu luôn, là đến mức cực điểm rồi đó. Vậy mà Như Đức nói chuyện quý vị có gì đâu, vì Như Đức quên nó mất tiêu rồi. Vậy mà chút Như Đức về bên bển là Như Đức chịu đớn đau với nó đó. Tu xong rồi đi về bên bển rồi nó mới đớn đau. Gặp cơm sợ lắm, vì ăn vô nó đau quá trời đau. Thấy không? Nhưng mà bây giờ mình làm được thì mình phải làm thôi. Cái cõi đời này là mình làm được cứ làm thôi. Mình còn làm được mà. Còn đến lúc mà nó không còn hơn, không nói được nữa thì thôi. Chứ làm gì miễn cưỡng. Đó. Nên bây giờ quý vị thấy những đức nói chuyện cái tông nó, cái giảm âm đúng không? Âm nó giảm. Tại vì sao? Vì nó đau. Đau nên nó giảm tông. Cái tông nói chuyện qua từ chủ nhật nó dữ lắm chứ nó không phải cái tông này, nhưng mà nó giảm là do cổ đau quá. Nó đau mà
nó, vậy mà qua đây nói chuyện nãy giờ cái lỗ tai nó hết điếc, lỗ tai tự nhiên nó đau cổ, nó điếc lỗ tai luôn, đầu băng nặng nề vô cùng. Vậy mà có những khi cần gặp những người, cần gặp cũng phải gặp thôi, chứ đâu phải là mình không gặp người ta mà mình dưỡng thân mình đó. Rồi cần lên nói chuyện là phải nói chuyện, cần tu là phải tu thôi, cái việc làm là phải làm thôi, chứ làm sao bây giờ đó. Quý vị nghĩ đi, nó con người phải sống hết lương tâm mình thôi, nó hết tâm mình rồi mà nó không được thì thôi. Cái đó là cái tâm tư nó an lạc trong Phật pháp chỉ mình đó quý vị đó. Sống như vậy nó tuyệt vời lắm, nhớ đó. Chứ mình đâu có đòi hỏi gì đâu, đâu phải lên đây nói là người đóng nhiêu tiền rồi phải cố gắng lên đây nói, vậy thì chắc nó không nổi. Tại vì nói xong người đóng nhiêu tiền, thấy không? Còn cái này thì lên chia sẻ thôi. Mà quý vị biết cái bài học tập bữa nay á, niệm Phật có thể chuyển vận mệnh này quan trọng nè. Thì tất cả những người khổ đau có thể chuyển vận mệnh. Và cái cô mà thấy chồng của cô ở với em gái, cô có thể chuyển được cái tâm rồi đó. Chuyển cái tâm cô đi, cô chuyển được thì tức khắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Cô phải tin rằng em gái cô và chồng cô nó có cái nhân quả của nó, chứ không bao giờ em gái cô mà tự nhiên nó đi sống với chồng cô làm gì đâu. Cái đó là xấu hổ lắm, xã hội không ai chấp nhận. Nhưng mà em cô làm vậy có nghĩa là em cô nó có cái nghiệp chướng với chồng cô. Bây giờ nó phải gặp nhau là cái quả báo nó đến gặp, nó không biết tu. Bây giờ nó gặp nhau là tức khắc nó không thoát khỏi cái nghiệp chướng này. Nên cô nên thông cảm cho em cô và thông cảm cho chồng cô. Khi thông cảm rồi cô mới thấy tội nghiệp họ, thì lúc đó cô mới giải quyết được vấn đề. Còn nếu như trong tâm của cô âu sầu buồn bã mà nặng nề, mà bên ngoài tưởng đâu rằng không có gì, nhưng trong nội tâm thì nặng nề, đây là khổ nghe. Quý vị nhớ nè, mình đừng có hại mình bằng cách này nghe quý vị. Giống như bên ngoài mình không có gì buồn hết, nhưng mà nội tâm lại nặng nề, đây là cái khổ đặc biệt lớn lao. Cần nói thì phải nói ra đi, phải tìm người để nói ra. Nếu không gặp ai thì đến đây nói những đức nghe. Nói ra đi, hãy nói đi. Hãy nói những gì mình muốn nói. Nói hết đi, trời ơi, để trong tâm chi vậy? Nó sình bụng chết luôn, phải không? Nặng nề dữ lắm, dù cho mình có bị chồng bỏ hay là bồ đá gì đi chăng nữa, cũng nói đi. Chứ đừng có bên ngoài mà cười bằng một cái gương mặt mà cười nặng nề. Cười mà cứ gì nữa, cười ra nước mắt, thấy không? Cười xong rồi ngồi một cái góc nào buồn bã suy tư, khổ lắm nghe không? Nó càng suy tư nhiều khi nó mù mờ, nó đẩy mình vào con đường sai lầm, phải không? Mình cần phải nói ra, phải giải tỏa liền cái tâm tư, không có để cho nó lâu được, không có để cho nó lâu. Cần nói là phải nói ra hết đi. Nó quý vị biết những đứa không có buồn là do cái gì những đứa cũng nói ra chứ ha. Nói hết trơn rồi, ngày nào cũng được nói, ngày nào cũng được tâm sự. Nói hết trơn rồi còn gì nữa đâu mà buồn, cái gì cũng nói hết trơn á. Nói hết ra trong lòng không còn gì giấu giếm hết trơn ha. Quý vị mà trong tâm còn một thứ gì giấu giếm là quý vị còn nặng nề cái thứ đó đó. Cuối cuộc đời trở ngại con đường giảng sanh là ngay chỗ đó đó, thấy không? Nhớ, buồn giận người là nghiệp chướng. Buồn giận người là nghiệp chướng. Chuyển nghiệp, chuyển vận mệnh, đừng buồn giận người. Buồn giận người là nghiệp chướng. Nhớ, buồn người là mình khổ, buồn giận người là nghiệp chướng đó. Quý vị nói nghiệp chướng bên ngoài tầm bậy, buồn giận người là mình làm. Đây là nội tâm mình, muốn chuyển nghiệp là nội tâm mà chuyển. Còn cái chuyện người ta buồn, người ta giận đó là cái ngoại cảnh. Còn mình buồn, mình giận mà là chính mình. Mỗi một người mình buồn giận là chính mình. Mỗi một người mình chấp nhất là chính mình. Mỗi một người mình hờn giận hoặc là tham lam là chính mình. Chuyển chính mình là chuyển vận mệnh, chuyển nghiệp chướng. Nên buồn giận người là nghiệp chướng. Vậy thì mình buồn giận người mình khổ, vậy thì đừng buồn giận người nữa thì chuyển nghiệp. Nguyên lý là như vậy. Nhưng mà phải có một cái phương pháp. Niệm câu Phật hiệu này nó có lực. Có lực rồi thì câu Phật hiệu quý vị mới sáng được cái nội tâm, trí tuệ nó phát sinh. Thì lúc đó quý vị không làm chuyện lỗ vốn, là không buồn giận người nữa thì nó chuyển nghiệp. Là do có công phu niệm Phật. Mà công phu niệm Phật này có một cái âm đức đặc biệt. Tại vì đây là cái quả giác Phật A Di Đà tu đã thành. Mà mình niệm đây là niệm cái quả giác. Quả giác này niệm nó cứ bổ túc cái tâm mình, nó cứ quay mãi trong tâm. Nên nó làm cho tâm mình tịnh. Tâm tịnh thì trí sáng. Khi trí sáng rồi thì lúc đó quý vị mới thấy rằng là buồn giận người là không nên. Là nhờ cái âm đức mà quả giác của Phật mà giúp cho chúng ta cái quả giác tâm mình phát ra. Thì quý vị lúc đó mới thấy rằng không nên buồn giận người khác. Chứ không phải nói là nói trong chổng không đâu. Không buồn giận ai, không buồn giận ai. Nếu quý vị không niệm Phật, đố mà không buồn giận người ta ra. Phải niệm Phật mới được.
bệnh đau nghèo nàn xấu xí, mang tâm hờn trách số phận là nghiệp chướng đó. Đây là nghiệp chướng đó. Bây giờ cuộc đời đến thế gian này như bàn tay, có ngón dài ngón ngắn thì thấy rõ ràng không? Không lẽ ngón út chặt bỏ, không lẽ ngón cái chặt bỏ? Mày bự quá chặt, mày ốm quá chặt. Vậy thì nó còn ba ngón coi không được đúng không? Nó là năm ngón, vậy thì nó phải trang trải nhau thôi, năm ngón tay là coi được đúng không? Cũng như một cái bình hoa này, mỗi một con người có góc độ nhìn bông hoa. Người thích màu trắng, người thích màu vàng, người thích màu xanh, người thích màu gì đó, mỗi người thích. Cái anh thích màu trắng thì anh nói màu trắng công nhận đẹp. Cái anh thích màu vàng thì anh nói màu vàng công nhận đẹp. Anh thích màu xanh công nhận đẹp. Thì nó kết hợp thành một cái bó hoa gì, hiểu không? Nếu mà quý vị chấp vào màu trắng đẹp, thằng kia nói màu vàng đẹp, màu trắng đẹp, tao quýnh mày bây giờ á. Đó là chấp cái màu trắng đẹp, thằng kia chấp cái màu vàng đẹp, nên hai bên nó đụng với nhau. Thì mình nói ra một câu trong Phật pháp: màu trắng đẹp là do vì anh thích màu trắng, màu vàng đẹp là do tôi thích màu vàng. Như vậy thì chúng ta đều là có nhìn nhận được cái đẹp. Vì anh thích màu trắng, tôi thích màu vàng, vậy thì tôi với anh cứ giữ cái thích của tôi hoặc là của anh, vậy thì xong, không đụng độ. Hiểu không? Đó. Giống như bây giờ cái người này tu thiền, tu mật tông, di thức học hay các pháp, trong 84,000 pháp môn đều là có góc độ chọn lựa là duyên. Người ta chọn, còn quý vị là chọn Tịnh Độ Tông là quý vị chọn. Quý vị được quyền nêu cái chuyện chọn của quý vị ra là cái chuyện này tôi tu được lợi ích, chứ quý vị không được bắt buộc người ta phải tu theo quý vị. Quý vị được quyền tu cho tốt, quý vị được quyền nhận thức cái pháp tu của mình và chính mình được lợi ích. Mình nêu cái sự lợi ích mà chính mình tu lên để cho mọi người người ta nhận thức. Và mình nói cái lời đây là Phật dạy, thời mà pháp niệm Phật được thành tựu, mình nêu lên để mà dẫn dắt người ta tu đạo pháp môn Tịnh Độ để mong người ta được lợi ích. Nhưng nếu người ta đã chọn pháp môn mà người ta đã quyết định, đó là chuyện của người ta. Chúng ta không bắt ép ai, mà cũng không nặng nề và không chửi người ta. Tu pháp khác sao thành tựu, mình đi tu làm chi ạ? Cái này kia mình bức bội, đó là mình sai. Mình được quyền tu cái pháp của mình, cũng như là hoa được quyền chọn cái màu mình thích, đồ được quyền chọn cái màu mình thích. Thí dụ như chúng ta dẫn người ta đi mua đồ, dẫn người ta đi mua đồ, nếu người này không biết chọn màu thì chúng ta là người có góc độ sẽ chọn giùm cho người. Nhưng nếu người này có góc độ chọn màu, chúng ta không được quyền chọn. Dù mình làm chủ cũng không được quyền chọn, làm cha mẹ cũng không được quyền chọn. Vì sao? Vì đứa con này nó có khả năng chọn màu thì phải để cho nó chọn màu. Khi nó chọn màu thì nó có cái trách nhiệm lãnh nhận cái chuyện chọn màu. Từ khi nó không biết chọn màu, nó nói mẹ ơi, ba ơi, con không biết chọn màu, cha mẹ chọn giùm con đi, thì chúng ta quyết định chọn giùm. Còn nếu nó chọn, quý vị đừng chen vào, vì chen vào là phan duyên. Thí dụ như bây giờ con gái nó quyết định chọn chồng, vậy thì nó chọn chồng, quý vị không được đụng đến. Nó chọn, nó chịu. Hiểu không? Nó chọn đây là qua chiều hướng gì? Đó là nghiệp quả nhân duyên chiêu cảm mà nó chọn thằng này. Quý vị đụng vô để kêu nó chọn thằng khác là quý vị đang phan duyên vào cái nghiệp quả của người ta. Nó vẫn sống với thằng kia không được hạnh phúc. Vì sao? Vì nó không phải là có duyên với thằng kia, mà do quý vị chen vô tách nó ra. Nó là có duyên với cái thằng mà nó đang chọn, đó là cái chuyện của nó. Nhưng quý vị là người làm cha làm mẹ có thể nói như thế này: con chọn thì cha mẹ chấp nhận, nhưng cha mẹ nói rõ sự việc mà cha mẹ góc độ nhìn về thằng này ra cho con thấy. Nói sơ qua rồi nó vẫn quyết định chọn, được rồi, vui vẻ để cho nó chọn, không chen vô, hiểu không? Còn thằng con trai mình nó chọn vợ, mình nói con nhỏ xấu quắc lùng xỉn, tại sao mày thương, con mắt mày bù lách ăn hay gì? Nó nói tôi thương lùng, được không? Tôi thương lùng, con nhỏ lỗ mũi xịp liếp, con mắt hí, nó tôi thích lỗ mũi xịp mắt hí. Tại vì cái nghiệp quả là chiêu cảm, nó thích lùng, lỗ mũi xịp, mắt hí. Còn quý vị nói, tao nói cho mày nghe, nghe nó mà sanh một đứa con là nó còn như con nít vậy đó. Con nít gậy tôi bồng nó đi chơi. Nó thương rồi, quý vị đừng có đụng vô nữa. Đụng là quý vị sẽ trở ngại. Khi đụng vô thì đứa con dâu này gì sẽ ghét quý vị. Vì sao? Vì lúc mà cưới quý vị đã chăm chích nó, dù là nó không nghe, nhưng chăm chích sanh nghiệp chướng. Nó về sẽ chướng quý vị, sẽ chướng quý vị. Nhớ đó, trời ơi, hiểu nguyên lý rồi thì sống khỏe lắm. Đừng có đụng vào vấn đề.
Giờ có thằng con trai trời mình thương nó, mình nuôi nó cực khổ quá trời luôn. Bây giờ phải cưới vợ, phải vợ mình phải vừa bụng này kia được. Quý vị tại sao đi chen vào chuyện của người ta? Bị nuôi mà bây giờ quý vị quyết định hả? Đâu có được. Đó là chi cầu. Nuôi mà chi cầu là không có đúng. Phải để cho người ta quyết định. Nó để cho người ta quyết định. Thí dụ như bây giờ quý vị nói, hôm nay đứa con nói mẹ con thích chiếc điện thoại, được mẹ mua cho con. Đi đến cái tiệm điện thoại chọn đi. Mày chọn đi. Chọn xong rồi trả tiền đi về. Để cho nó chọn. Chứ không phải tao mua tao chọn mày. Tầm bậy. Nếu quý vị có quyền tao không mua thì thôi. Nhưng đã nói mua, mua là để cho nó chọn. Hiểu không? Nó chọn. Nó thích cái gì nó chọn cái nấy, cái chuyện của nó à. Thì không dính vô, đó gọi là trả nợ không có điều kiện. Trả nợ không có điều kiện. Nó mà nói tới thì nói lui, chứ mấy đứa con nó nghe gì nó cũng phái đúng không? Nhưng nếu mày đòi nợ mẹ cha mày, mà mày đòi nợ mà mày làm cho cha mẹ đau lòng, thì con mày nó đòi nợ mày. Con mày nó đòi nợ mày lại. Tại vì mày đối xử với cha mẹ như vậy, có khi mày đòi nợ quá đáng. Thiếu mày có 100 triệu mà mày đòi tới 1 tỷ. Cuối cùng mày âm 900. 900 thì con mày sẽ đến tìm. Đến tìm. Nó không có chạy thoát đâu. Chạy đâu mà thoát. Hiểu được nguyên lý này rồi thì cuộc đời không có thiệt thòi. Ai giật của mình cũng không thiệt thòi. Vì sao có thiệt thòi gì đâu. Chúng ta đang sống trong một cái vòng xoay, vòng tròn. Quý vị chạy đâu cũng khỏi nắng hết trơn á. Giật của mình, lấy cái gì của mình, cuối cùng phải trả bạn ơi. Trả lời nữa đó. Thấy không? Nên mình là thanh niên đi hung tì tiện, cuối cùng thì mai mốt trả nụ hung tì tiện. Không thoát ở đâu hết trơn á. Nó thấy không? Tại vì sao? Vì đã thiếu thì phải trả thôi. Thiếu tình thì trả tình, mà thiếu tiền thì trả tiền. Thiếu mạng thì trả mạng. Thiếu cái gì trả cái nấy. Bây giờ quý vị muốn thiếu cái gì thì trả cái nấy. Quý vị làm đi. Nó nên học Phật Pháp rồi. Giảm thiếu đi. Giảm thiếu nợ đi ha. Những đức ngày xưa, trời ơi, cái miệng này nó dụ dỗ bao nhiêu cô gái. Bây giờ thiếu nợ bao nhiêu cô nó đến nó đòi. Thì coi á. Nó rõ ràng chưa? Nhiều người nói ông thầy gì đâu mà gái trẻ trẻ đi theo tu không một à. Nó tại tôi thiếu nợ. Phải lo lắng từng chút, từng ly từng tí, còn hơn là mẹ cha nó nói từng chút, từng ly từng tí, cái này cái kia cái gì cũng chạy là mét hết trơn. Thì coi nó thành ra vậy tại vì thiếu nợ. Thiếu nợ thì phải trả thôi chứ sao bây giờ. Rồi bao nhiêu bà già nó chọc, ông thầy này ghê chọc nuôi bao nhiêu bà già ghê vậy. Ngộ tay để thích nuôi với bà già. Tại vì sao nợ với bà già. Chứ sao thì coi đúng không. Nó mới mua mỗi khu một cái bình nước nóng lạnh. Trời ơi. Hồi sáng qua thấy đứng nguyên một hàng để hứng nước uống. Đúng là tiếu ghê lưng chùa mình. Rồi như Đức hứa nói để vài bữa đi mua cho ba cái vàng năng lượng mà nước. Tại vì thấy quý vị biết già nó nói cũng tội nghiệp. Có miếng nước nóng quý vị, những đứa định bắt cái vàng năng lượng như lóc nhà. Rồi nước nó câu xuống bắt mấy cái dòi. Rồi bà nào mà cảm sốt chút đỉnh á, bà lợi bà hứng cả nước bỏ pha miếng nước nóng nó tắm. Chứ đó giờ những đứa bắt đóng nước lạnh không à. Bây giờ thấy mình tìm hiểu ra thấy nó nói cái già cũng tội vậy ơi. Thôi cũng hỗ trợ tư tưởng chút. Nhưng mà cái chuyện mà thuốc men này những đứa không có đồng tình nhiều à. Muốn đi khám thì cho đi khám bệnh, chứ những đứa điều khuyên đừng có dính vô thuốc men không à. Nên mấy bà già chùa mình bây giờ đặc biệt về thuốc là không có uống. Nhưng mà những đức hỗ trợ về mặt sống một chút xíu quý vị cho nó ổn định. Chùa mình là tương đối đặc biệt lắm quý vị. Cuộc sống là ổn định lắm á. Nó là phương tiện cũng tương đối đầy đủ vô cùng luôn, đầy đủ lắm á. Tình cảm thì thôi khỏi thua, có nghe là tình cảm thì khỏi nói, chứ khỏi thua cái gì. Tình cảm thì khỏi nói, tình cảm là đặc biệt. Sáng nào khi ăn cơm xong là cười một chập mới đi làm. Sáng nào ăn cơm xong cũng cười một chập hết quý vị, có cười không? Buổi sáng sớm thức dậy có cười không? Sáng sớm phải cười nghe chưa. Niệm Phật 45 phút niệm Phật nhìn Phật. Khi bị cười nó tiết ra một cái chất tốt đẹp cho cơ thể, đặc biệt để nuôi tất cả những tế bào quý vị tốt lắm đó. Dù là cơ thể có bệnh một chút nhưng mà tế bào quý vị khôn khéo, không có trở ngại quý vị bậy bạ. Như những đức này lên đây nói chuyện cổ như đức nó đâu có trở ngại đâu, thấy chưa. Nó nói rằng tôi đòi nợ nhưng mà lúc này ông đang làm việc tốt cho mọi người nên tôi không có đòi lúc này. Tôi ngu gì đòi lúc này tội nặng. Tôi chỉ đòi cá nhân ông chút thôi. Còn cái lúc mà lo cho người ta là tôi không có dám đòi. Nếu lên đây mà nó chặn ngang gần cổ không cho nói chuyện thì nó đòi cái này là đòi tầm bậy. Tại vì nói đây là lợi ích cho mọi người, đâu có đòi vậy được. Hiểu không?
Nên mình dù có đòi nợ ai cũng đòi rõ ràng, chứ không phải là đòi cha mà quýnh con. Không phải, nghe tầm bậy. Cha thiếu nợ mình đòi nợ cha chứ không đòi nợ con. Cái gì rõ ràng cái nấy, chứ không phải nói rằng là thương người thương cả lối đi, mà ghét người ghét cả tông ti họ hàng. Đây là tàu lao phàm tục, phải không? Nó rồi thương nhau trái ấu cũng tròn, mà ghét nhau trái bồ hòn cũng méo. Đây là phàm tục á. Hòn là hòn, tròn là tròn, méo là méo, chứ không phải thương mà thành tròn được, phải không? Con mình thương mà nó hư, mà người ta nói nó hư mà mình nói nó tròn. Vậy nó hư là hư chứ sao tròn, phải không? Còn méo là méo, cái nào ra cái nấy, đúng không quý vị? Phải có cái trí tuệ nhận thức vậy thì mới được. Nó vậy thì nhất định niệm Phật chứ chuyển vận mệnh thôi. Vận mệnh là do mình quyết định chuyển mà. Mỗi người cười cái đi thì sẽ chuyển. Chứ thì sao quý vị, cười đi sẽ chuyển. Quý vị không cười là không chuyển á. Ở nhà không được cười bao nhiêu hết trơn á. Chủ nhật mới đi đến đây cười đúng không? Ở nhà nó không có cái nhăn cười. Ở đây nè có cái nhăn này cười nè. Ở đây dưới nhìn lên cái nhăn này làm cho cười nè, đúng không? Không có cái nhăn ngồi đây sao bị dưới đó cười, bị cười với Phật được không? Khó lắm á, nghe Phật không có nói. Phật miếm miếm vậy thôi, nhưng mà quý vị cười với Phật nó không có một cái nhân tố để mà quý vị phát tâm cười được. Nên mới nói là người hoàng đạo nè, người này nó hoàng đạo nè. Nên cái nhân tố này nó giúp cho quý vị cười. Mà có nhiều cô với cười luôn rồi kìa. Cười dính luôn á trời, ngộ ghê luôn á. Tự nhiên. Như Đức à. Và chớp mắt lại nghe. Chứ không thôi là giống như mê muội vậy đó. Trời ơi. Quý vị biết rằng mê muội ngoài thế gian thì càng mê đi vào mê, đúng không? Mê muội trong đạo thì càng mê đi ra sáng. Mê Phật Pháp là càng mê đi ra sáng. Tại vì mê trong Phật Pháp là mê niệm Phật, thì càng mê trong niệm Phật thì mê ra sáng. Niệm Phật cũng là vọng tưởng đó. Nếu quý vị lấy vọng tưởng của thế gian thì vọng tưởng đi vào đọa lạc. Nếu lấy vọng tưởng của niệm Phật thì vọng tưởng niệm Phật ra giải thoát. Nó thí dụ như giờ nói chuyện cho vị vui gì, nó không lấy tiền bạc, không đòi hỏi gì, quý vị có mê có vui đi chăng nữa là nó mê trong cái sự an lạc. Thấy chưa, nó an lạc, nó vui, nó tức khắc là có nụ cười liền. Mà cái nụ cười này nó đặc biệt lắm, nó làm cho quý vị cơ thể nó thích thú lắm, phải không? Nó nên từng nào cũng đi đến đây phải cười. Quý vị cúng dường thù thắng nhất cho ngôi Tam Bảo này là gì? Niệm Phật và cười. Vận mệnh. Vận là xây chuyển, mệnh là những cái nhân mà chúng ta đã tạo thành ra cái số mệnh hiện tại chúng ta gặp phải. Thiện hay là ác, vui hay là khổ là do chính nhân mình tạo và thành ra cái mệnh mà đời này chúng ta gặp được. Vận là có thể chuyển được, nên vận mệnh có thể chuyển. Chúng ta từng gieo nhân ác thì bây giờ chúng ta gặp quả báo ác. Quả báo ác đời này mình gặp là mệnh. Nhân là vận, nhân là chúng ta có thể lúc trước làm sai, bây giờ có thể làm tốt lại. Làm sai thì gặp quả báo sai, làm tốt thì chuyển được những cái điều sai quấy đó, thì tức khắc mệnh sẽ thay đổi. Mệnh đời này nghèo nàn là do nhân đời trước keo kiệt, đời này nghèo nàn. Đời này nghe được đạo pháp, mở tâm lượng rộng rãi ra, tu nhân, tu phước lại, tức khắc là chuyển xây. Khi đến một ngày nào thì chuyển xây cái mệnh nghèo nàn, tức khắc trong mạng có phước thì số mệnh sẽ khá giả. Số mệnh của chúng ta hoàn toàn có thể chuyển được. Và cái nhân đời trước sát sanh hại vật nhiều, đời này tuy có thân người nhưng mà chết yểu bệnh hoạn, hoặc là khổ đau vì bệnh hoạn, sống eo ọt khó nuôi, đúng không? Như vậy thì có chuyển được cái mệnh bệnh hoạn chết yểu này không? Được. Ăn chay phóng sanh. Và có thể dùng Phật Pháp để phiên lên người, giúp người an tâm.
Đây là chuyện cái mệnh mà bệnh hoạn chết yểu của mình. Được quý vị. Điển hình như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài nêu lên rằng ba người huynh đệ mà có ngài nằm trong đó là chấm tử vi coi là 45 tuổi các vị này phải chết. Đến năm 45 tuổi thì ngài bị bệnh, ngài tin số mệnh đã đến. Ngài là người niệm Phật, buông xuống vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Y rang như lời của Ấn Tổ dạy, nếu thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh. Ngài tiêu nghiệp hết bệnh. Còn hai người kia thì tu các pháp khác, không phải niệm Phật, không đủ năng lực để chuyển. 45 tuổi hai người kia chết hết hai người. Đây là Hòa Thượng Tịnh Không ngài giảng thuyết đó. Rồi ngài nói rằng là số mệnh cuộc đời của ngài là sanh trong gia đình nghèo nàn, cũng không có học gì nhiều, nhưng nhờ học Phật Pháp, giảng kinh thuyết Pháp, hướng dẫn người thiện, chuyển số mệnh, sanh trong một gia đình nghèo nàn, sau này cuộc đời Hòa Thượng thì bố thí cúng dường thôi, khắp nơi nơi của cải, dùng của tất cả chúng sanh được. Đó là rõ ràng chuyển mệnh, quý vị coi rõ ràng. Rồi quý vị coi câu chuyện của Liễu Phàm Tứ Quấn. Liễu Phàm chịu gần 20 năm cuộc đời của ông bị số mệnh câu thúc, ông chịu chết cứng luôn. Mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thuyết nói rằng là Liễu Phàm là phàm phu tiêu chuẩn, tin số mệnh hoàn toàn nhưng không chuyển, giống như nằm im như vậy để chịu đựng luôn gần 20 năm. Gần 20 năm nằm im và số mệnh hoàn toàn là y rang như vậy luôn. Lời của Khổng Tiên Sinh coi y rang, Liễu Phàm không có một chút vọng tưởng gì và xuôi theo số mệnh, để đại cho số mệnh tới đâu thì tới kệ, không chuyện. Nhưng khi Liễu Phàm gặp Văn Cốc Thiền Sư là người xuất gia, thì ngài Văn Cốc Thiền Sư ngài mới nói số mệnh có thể chuyển được, có thể chuyển được. Ông chịu 20 năm nay hoàn toàn bị số mệnh câu thúc. Hôm nay tôi chỉ cho ông, nếu ông chịu nghe lời, ông có thể chuyển được số mệnh. Thì tiên sinh Liễu Phàm nghe lời chân thật, tu nhân tích đức mà là tu phước á nghe, chứ không phải niệm Phật á. Mà niệm Phật trong kinh Phật nói đây là đại công đại đức, còn Liễu Phàm là chỉ là tu thiện làm phước thôi đó quý vị. Vậy mà khi ngài chân thật ngài làm rồi nghe quý vị, nó chuyển số mệnh cuộc đời ngài. Khi mà ngài làm thiện đó quý vị, thì Khổng Tiên Sinh coi là cái kỳ thi này Liễu Phàm thi đậu hạng 3, Liễu Phàm vượt bậc lên thi đậu hạng nhất. Chuyển rồi đó. Rồi Khổng Tiên Sinh coi là không có con, vậy mà vợ ngài tới lớn tuổi rồi, vậy mà vẫn mang thai sanh con trai. Và coi làm quan nhưng làm quan rất nhỏ, sau này ngài làm quan lớn, tuổi thọ 50 tuổi chết, ngài sống tới 70 mấy tuổi chết. Hoàn toàn ngài có thể tu phước chuyển số mệnh luôn. Ghi lại quyển sách Liễu Phàm Tứ Quấn, đó là tiên sinh Liễu Phàm. Rồi Du Tịnh Ý Công cũng y rang như vậy luôn. Do tâm địa xấu ác, tâm địa hẹp hòi, tâm địa ganh tị, mà một con người học giỏi vô cùng như vậy mà luôn luôn là gặp vận xui từ cái tâm địa xấu ác hẹp hòi, vậy mà phá đường công danh ông hết luôn. Khi trong mơ thì ông gặp Táo Thần đến để mà điểm hóa ông. Ông nghe lời và ông viết lại, ông thành tâm sám hối, sửa đổi lỗi lầm, chỉnh đốn tâm tư ông lại, sửa lại hết. Tức khắc số mệnh ông bắt đầu thay đổi. Mà đến già rồi vậy mà số mệnh thay đổi, sau này ông thi đậu tiến sĩ,
con đường công danh, sự nghiệp, cuộc đời, gia đạo của ông hoàn chỉnh hay từ từ. Con của ông lúc mà tâm địa ông xấu ác, con ông nó chết lần lần, gia đạo tan nát hết. Sau này khi ông sửa đổi lỗi lầm, đứa con gái bị điên của ông thì trở lại không còn điên nữa. Đứa con bị mất tích bao nhiêu năm thất lạc, vậy mà ông tìm được đứa con, thi đậu tiến sĩ, gia đạo hưng thịnh. Sau này con trai của ông có vợ, sanh được 7-8 đứa cháu nữa, gia đạo hưng thịnh, con cháu ngoan ngoãn. Rõ ràng tu nhân tích đức, gia đạo có thể chuyển xây. Vận mệnh có thể chuyển, vận mệnh có thể chuyển, rất rõ ràng 100%. Nếu như những đức không đi tu, những đức sẽ nằm trong cái vận mệnh đó không chuyển. Vì sao? Vì những đức nhìn thấy gia đình những đức rõ ràng, mấy đời nghèo nàn, gia đình nghèo nàn, một căn nhà mấy chục năm không có sửa sang một chút gì hết, dù có làm hoài nghèo vẫn là nghèo. Những đức lúc mười mấy tuổi thấy trong gia đình này không thể nào phát triển được. Như Đức nói trong gia đình này không thể nào phát triển được. Mà lúc đó mình chưa có học Phật, nhưng mình nghĩ rằng với khả năng để mình đi tìm con đường là thoát ra khỏi gia đình này. Muốn thoát ra khỏi gia đình, nếu như Đức không đi tu, Như Đức cũng không thoát được luôn. Không thoát được luôn quý vị. Như Đức gặp được Phật Pháp, Như Đức thấy thoát ra rõ ràng. Vận mệnh Như Đức cũng thay đổi luôn. Bây giờ vận mệnh Như Đức cũng thay đổi. Cuộc sống ổn định, có thể lo cho 500-600 người. Chương trình tổ chức dù tiền nhiều vẫn là lo được. Trong gia đạo thiệt là đông người không thiếu thốn. Sống cuộc đời rất bình an, rất vui vẻ. Có nhiều tâm địa thiện phát triển, tâm địa ác càng ngày càng giảm đi, phước lộc phát triển luôn. Vận mệnh thay đổi, con người càng ngày càng tự nhiên hiểu biết, đọc sách hiểu, nói chuyện có văn tự tương đối, có thể giao tiếp với người vui vẻ và tâm lượng mở rộng, có thể ít buồn giận ai, mỗi ngày sống vui vẻ. Vì quý vị thấy rõ ràng vận mệnh những đức cũng thay đổi rõ ràng luôn. Và quý vị đã từng nghe qua Đại Đức Thích Nhất Nhàn giảng, quý vị cũng nghe thầy nói rõ ràng, thầy cũng sanh trong một gia đình nghèo, nhưng thầy là đi tu còn nhỏ, đi tu còn trẻ tuổi lắm, đã đi tu rồi, đi tu rất sớm. Nhưng mà thầy không phải là gặp pháp môn Tịnh Độ, thầy có đi học trường Phật học rất nhiều, mà thầy nói rằng là trường nào học thầy cũng ra trường sớm, thấy chán nản quá, học ra trường sớm vì chán quá, giống như cứ học như vậy không biết đi làm gì, chán quá nên cứ ra trường và nghe người ta nói pháp này cũng tu, pháp kia cũng tu, pháp nọ cũng tu, cuối cùng gặp Tịnh Độ mới phát triển, gặp Tịnh Độ mới phát triển. Và phát triển một đạo tràng niệm Phật thì lúc đó vận mệnh thay đổi, nó rất là rõ ràng quý vị. Nên chắc chắn rằng niệm Phật có thể chuyển được vận mệnh, mỗi một con người chúng ta chuyển được. Mà vận mệnh chuyển được là chuyển cái tâm này nè, chuyển được tâm là chuyển được mệnh. Nếu như con người chỉ cứ tìm mãi cái bên ngoài để chuyển là không bao giờ chuyển được. Muốn chuyển được vận mệnh là chuyển nội tâm mới chuyển được vận mệnh. Chính những đức đã kiểm rõ ràng lúc những đức chưa tu, tâm địa những đức xấu xa nè, ích kỷ nè, nhỏ mọn nè, đố kỵ nè, rất là nhiều cái xấu, nhưng những đức đều lấy cái tấm vải che lại hết. Những đức đều che được những thứ đó. Những đức chơi với bạn bè, những đức rất là chơi không đẹp mà lại ga dễ chơi đẹp. Có nghĩa là dù trong túi thí dụ như có 2 triệu thì bỏ riêng ra 1,5 triệu để cái túi riêng, để trong bóp 500,000. Khi ăn uống xong móc cái bóp ra, rút cái rẹt 500,000, tôi còn nhiêu phụ hết luôn. Bạn bè ngưỡng mộ nhưng thật sự là chơi xấu. Thấy không? Thấy chưa? Tâm địa xấu rõ ràng, mình kiểm đi, mình kiểm kỹ đi. Mình kiểm lúc mình chưa tu, mình kiểm rất kỹ đi quý vị. Kiểm rất kỹ đi. Nếu như những đức mà đẹp trai, phong độ thì tức khắc những đức sẽ đi vào con đường gì quý vị biết không? Ở trên thành phố, những đức đi vào con đường gì? Tại những đức có một thằng bạn, nó cũng đẹp trai, bự con, cao ráo, phong độ vô cùng. Cuộc đời nó làm cái nghề gì quý vị biết không? Toàn bộ vụ mấy bà đàn bà. Toàn bộ vụ đàn bà, nó đẹp trai mà nó vụ đàn bà.
Nghĩa là mấy bà đàn bà mà thôi chồng này kia đồ, hoặc là mấy bà lớn tuổi đồ, là nó dụ dỗ mấy bà, nó sống với bà và nó moi móc tiền bạc, là nó làm cái nghề đó. Những đức thì không làm được gì, những đức sâu. Ta nhìn ta gớm quá, không ai thích. Chứ thật sự cũng muốn làm cái nghề đó để cho nó khỏe, kiếm tiền dễ hơn, hơn là đi làm cực khổ quý vị. Đó, quý vị nghĩ đi. Rõ ràng con người nó cứ là đi vào con đường sai lầm, và càng ngày nó đi sâu vào con đường sai lầm, và nó có ý nghĩ, nó hoàn toàn là nghĩ cục bộ để đi vào sai lầm. Rõ ràng không? Cuối cùng không được một cái gì cả. Thằng bạn như thế cũng không được một cái gì hết. Nó lấy tiền đầu này thì nó cho đầu kia ăn, nó lấy tiền bà già thì nó cho con nhỏ gái ăn, nó lấy tiền con nhỏ này nó dụ được thì cho nhỏ kia ăn. Cuối cùng quay lại nó không có một cái gì cả. Bây giờ nó vẫn te tua, nó không có được cái gì cả. Đó. Thì khi những đức tu học rồi, những đức mới kiểm lại chính cuộc đời của mình và chính cái tâm mình nè. Mình quá xấu xa, xấu mà muốn làm người tốt, xấu mà muốn làm người tốt trước mặt người, nhưng nội tâm là hại người và ác. Ác từ tâm là độc ác. Cái cảnh duyên bên ngoài là cành lá thôi. Ví dụ như một người này nói chuyện, quý vị thấy cọc cằn hung dữ, nhưng tâm địa thiện người này có thể cứu được, không đến nỗi. Còn một con người mà nói chuyện rất ngọt ngào nhưng nội tâm ác, con người này khó cứu lắm. Vì tâm là chủ chốt. Lấy tâm để mà gọi là nghĩ điều ác thì con người này nhất định tổ phước rất là nhanh. Tổ phước rất là nhanh quý vị. Nên khi những đức ngoài đời là cái tâm những đức là nghĩ ác nhiều lắm. Nghĩ ác rất là nhiều, và nghĩ rất nhiều cách để mà làm sai. Nhưng mà khi đến nhà người ta lấy lòng người ta thì khéo léo. Đi đến đâu vậy lấy lòng người ta khéo léo lắm. Nó rất là khéo léo lấy lòng người khác. Nhưng mà khi lấy lòng được gọi là hại người ta. Vậy đó. Đó là cái ác tâm quý vị. Ác tâm. Nên 11 năm làm cỡ nào nó cũng nghèo. Dù có tính toán cỡ nào cũng nghèo. Không thể nào dư được, không thể nào thạnh được. Rất là rõ ràng. Khi những đức bước vào Phật Pháp là những đức đưa lên một cái kế hoạch. Kế hoạch là buông xuống hết. Vì 11 năm đã không được rồi. 11 năm đã nghĩ cái gì cũng không được rồi. Và những đức khi ngoài đời ngày xưa cũng dữ dằn hung dữ nữa. Khi những đức đi vô chùa, ai hiếp những đức đều chịu đựng được. Chịu đựng được. Vì những đức nói, giữ là giữ ngoài đời, vô đây khỏi nữa đi, miễn luôn. Có nghĩa là buông xuống, cứ chân thật hết lòng mình vì ngôi Tam Bảo thôi. Rõ ràng từ tâm này phát lên, trong vòng 3 năm số mệnh những đức có sự thay đổi. Ngày xưa người ta không bao giờ dám tin tưởng những đức mà người ta giao tiền. Những đức ở trong đạo 3 năm người ta đã giao tiền, thì những đức thấy ô, vận mệnh đã có sự thay đổi. 5 năm sau có sự chuyển biến, một chặng thử thách. Thử thách được rồi đi xuống đây. Bây giờ là hơn 6 năm. Rõ ràng 10 năm những đức thấy hình thành được cái tâm của mình là tương đối, đối với công chúng người ta tin tưởng mình. Bây giờ hơn 11 năm trong đạo tu, những đức thấy rằng Phật Pháp tuyệt vời. Rõ ràng số mệnh thay đổi. Thay đổi. Một con người chưa bao giờ dám suy nghĩ về cái chuyện mà tiền bạc mà có trong tay một số lượng tiền, nhưng mà đi tu không cần suy nghĩ cũng có nè. Không cần suy nghĩ cũng có luôn. Và những đức thử qua hết hoàn toàn, những đức kiểm nghiệm thử cái phước trong mệnh nó lạ thường cỡ nào quý vị. Quý vị tin rằng là chùa mình ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm rất đông người nghe. Nhưng những đức hướng dẫn người, tất cả những người về chùa mình, quý vị tin là nguyên một ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm mấy ngày luôn, liên tục luôn, không có ai cúng dường đưa những đức một cắc luôn, quý vị tin không? Chắc là chưa từng thấy luôn á. Không ai đưa một cắc bạc nào luôn. Và những đức chỉ nghĩ rằng là những cái thùng phóng sanh, hoặc là người ta cầm tiền người ta đưa cô Liên Bạch, là chỉ cần lễ là đủ trả tiền trang trải là được rồi. Những đức thí nghiệm thử như thế nào, lạ lắm quý vị, rất là lạ. Thí dụ như bây giờ phần nhiều Phật tử người ta cúng dường bỏ thùng Tam Bảo, mà thùng Tam Bảo ở đây đều đem qua bên kia đưa vào thượng xây dựng hết. Từ khi những đức xuống đây tới bây giờ đi rang là như vậy hết. Chỉ có những cái thùng phóng sanh là những đức trang trải ngày Chủ Nhật đó, còn tất cả những cái thùng đều đưa cho hòa thượng để mà ngày xây dựng, xây chùa chiền cho mình ở nè. Đó là cũng là cách tu phước mà. Hơn 6 năm nay đều y rang như vậy. Những đức nói với mấy anh em, những đức nói đúng là đây là một bài học kinh nghiệm.
Nếu như những đức mà Thùng Tam Bảo này Hòa Thượng mà giao những đức hết thì những đức khổ à. Cái gì ngài cũng hỏi mình, hoặc ai cũng hỏi mình, khổ đúng không? May thay đưa cho ngài hết, người ta không hỏi mình, khỏe, rè. Vô cùng là khỏe luôn. Mới thấy ra, ú thì ra là khổ nhất là cầm tiền. Nên mấy bà đàn bà cầm tiền trong gia đình ấy, mấy bà coi, tiền gần hết là mấy bà sang si đúng không? Khó chịu. Rồi khi mà chồng làm không có tiền để đưa thì thấy bực bội, vì mình là chi tiền mà tiền nó hụt, đúng không? Thấy khó chịu rồi đó. Nhưng mà ai cũng đi hỏi mình. Nên gặp một gia đình mà ông chồng cầm tiền, quý vị mừng à, cầm đi ông, tôi khỏe, đúng không? Nên người đàn ông mà cầm tiền hoặc là không tin vợ, để cho vợ cầm, vậy là mình ôm cái khổ. Vì mình cầm tiền ai cũng hỏi mình chứ, phiền lắm, rất là phiền phức. Đây chính những đức đã kiểm nghiệm rõ ràng. Thì những đức coi thử, coi bao nhiêu trăm người này, mình thì lo đạo tràng, Hòa Thượng thì xây chùa. Hai bên mỗi người có trách nhiệm làm việc. Những đức lo đạo tràng, những đức sắp xếp đạo tràng, Hòa Thượng xây chùa. Những đức coi coi bao nhiêu trăm người này, một tháng biết bao nhiêu tiền bạc, dữ dằn như vậy mà có thể sống được không? Rõ ràng nó lạ lắm quý vị ơi. Bây giờ không ai cúng cả, ta đều bỏ Thùng Tam Bảo hết đúng không? Những đức coi thứ coi trong đây sống làm sao, thì quý vị biết nó đi con đường nào không? Người ta đặt máy một lần 400-500 cái, người ta nói con đặt 400-500 cái máy á, con lấy 100 cái à, còn nhiêu giao cho thầy hết, thầy muốn làm gì thầy làm. Lạ không? Rất là lạ thường chứ quý vị. Rồi bên máy tiếp tục nó chen qua bên máy, là người ta gỡ tiền. Những đức thì không dùng tài khoản, quý vị coi tất cả những buổi chia sẻ Phật pháp của những đức phía sau có số tài khoản không? Không, không bao giờ có số tài khoản. Những đức cũng không có đưa lên chương trình gì hết chứ, không bao giờ có. Quý vị coi là biết liền, không có. Nhưng mà lạ thay là đặt máy là phải có số tài khoản. Tại vì đặt máy từ xa gỡ tiền phải gỡ vô số tài khoản, tại người ta đặt máy mà, thì nó mới tiện được. Thì cuối cùng người ta lại nắm số tài khoản đó, thì tự nhiên người ta gửi chút chút vô. Vậy mà đủ lo được cho 600 người. Nó lạ kỳ vô cùng. Bởi vì quý vị phải tin Phật luôn á. Phải tin á. Phải không? Quý vị niệm niệm gì người phải là cái phước lạ thường chưa? Đó. Quý vị tin rằng từ khi những đức phát tâm đi tu tới giờ vô chùa ở tới bây giờ nghe, hai ngôi chùa những đức ở mà bây giờ qua Đại Tùng Lâm nó là ba ngôi chùa đó. Những đức chưa từng bao giờ thấy rằng mà lúc nào mà thiếu tiền. Hơn 11 năm những đức đi tu, những đức chưa từng bao giờ thấy thiếu tiền luôn. Từ dư cho đến dư chưa bao giờ thấy thiếu. Ngoài đời 11 năm lúc nào cũng thiếu. Chỉ có một mình, một mình lúc nào cũng thiếu. Ngày xưa trên kia 1.500 người lúc nào cũng dư. Gạo chở đi khắp chùa. Ngày xưa là chính những đức làm việc, những đức thấy nè, 1.500 người trên Đà Lạt, gạo cứ chở đi tùm lum chùa hết trơn. Trong khi một mình ngày xưa không đủ sống. Ở đây bây giờ hai bên đạo tràng 600 người, từ dư cho đến dư chưa bao giờ thiếu. Gạo thường cứ tặng cho người ta, tiền xài cũng không thiếu luôn. Đây là điều những đức muốn nói cho quý vị nghe rằng phước từ tâm tạo, tội cũng từ tâm sanh. Bây giờ quý vị muốn tạo phước hay là tạo tội là chính quý vị đó. Bây giờ nghe Phật pháp và muốn tạo phước hay tạo tội? Nếu muốn tạo phước thì tâm lượng nên mở rộng ra. Mình chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tử Đại Bi A Di Đà Phật Thiên Thọ Thất Đại Kim Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tổ đường hộ pháp pháp bồ đề tham điện Phật lễ Phật không sanh là cúng lý thực. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này mà cúng cha ni Tây Phương Phật tịnh độ, trên đời công ơn nặng nhất quốc khổ ba đường. Nếu ai thấy nghe điều pháp tâm bồ đề, hết một báo thân này sanh vào tịnh cực lạc. Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này để cầu an trên đại hải bảo và tịnh niệm chủ và toàn thể đại chúng. Nguyện cho quý vị thân tâm thường an lạc,
Pháp Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện cầu siêu cho cổ quyền Phật tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp. Nguyện cho tất cả quý vị đều được hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh Cực Lạc và hồi hướng cho thai nhi thì bị phá thai, chiến sĩ chẳng quan đồng bà thiện đàn, thập nhị lợi cô hồng hạ quỷ hà sa, thủ vị vô danh, thủ danh vô vị. Nguyện cho tất cả quý vị khi nghe được danh hiệu của Phật A Di Đà thì phát Bồ Đề tâm buông xuống hận thù và không bao giờ có cái tâm đòi nợ nữa, và phát tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tha. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tý như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cảm ơn nhật thiệt, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đặng ngộ tình chung ngã kim ti nhự cung, nhật thiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cảm ơn nhật thiệt, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, như đấng cô hồn chung ngã kim thi nhự cung, biên tập phương nhất thiết cô hồn cầm, nguyện dị tự công đức vô cẩm ư nhật thiệt, ngà đặng giữ cô hồn giai cổng thành Phật đạo. A mục lục lâm ta bà ha, A mục lục lâm ta bà ha, bà ha. A ngã ngã nắm tam bà và việt nhất đa hồng, A ngã ngã nắm tam bà và việt nhất đa hồng, tam bà và việt nhất đa hồng. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, Nam mô xá sanh tam bồ tát, Nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, Nam mô xá sanh tam bồ tát, Nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, hộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vãng sanh từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Thác Đại Chứng Minh.
Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập thể tổ đình hộ pháp, phát bồ đề tâm mua các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh quy tam bảo, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay do thân miệng ý phát sanh ra, che mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi, ra vào sông mây biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được chư vị đồng tu mua các vị về để sống hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy với Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài có mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có củ cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim nhé. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, mời đại chúng chúng ta xuống ra đường để dùng cơm nha. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.